Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Cuộc biểu tình tuần thứ 10 tại Hồng Kông đến hồi trầm trọng sau khi cả ngàn người xuống đường làm xe cộ bị tắc nghẽn và cơ sở thương mại đóng cửa, thì nay 5.000 người tỏa kháng chiếm đóng sân bay, làm các chuyến bay quốc tế phải bị hủy bỏ và họ cũng chiếm đóng xe ga xe lửa, làm không ai có thể di chuyển xa được. Trung Quốc coi Hồng Kông như là một phần đất thuộc họ, nên họ đem quân lính qua để đàn áp và chỉ thị cho cảnh sát Hồng Kông dùng lựu đạn cai và đạn cao su tấn công thường dân. Các quốc gia Âu Châu và trên thế giới lên tiếng kêu gọi Trung Quốc nới tay và nên dàn xếp ổn thỏa. Nhưng trong đầu tháng 8, Tổng thống Trump cho sự kiện đó là một cuộc bạo loạn riot, danh từ mà Trung Quốc sử dụng, và Trung Quốc cho đó là mầm mống khủng bố. Có phải vì thế mà Tổng thống tuyên bố là Mỹ không nên can dự vì bạo loạn là vấn đề giữa Hồng Kông và Trung Quốc? Tuyên bố đó của Tổng thống có thể khuyến khích chính quyền Trung Quốc đàn áp mạnh mẽ Hồng Kông hơn hay không? Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại có thái độ chính thức là bảo vệ quyền tự do phát biểu của người dân Hồng Kông. Hơn nữa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Cộng hòa Florida, và Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Dân chủ Maryland, gửi thơ kêu gọi Tòa Bạch Ốc lên án hành động của Trung Quốc. Ngoài ra, hai dân biểu dân chủ của Massachusetts là Jim McGovern và dân biểu Cộng hòa của New Jersey Chris Smith kêu gọi ngưng bắn vũ khí cho Trung Quốc. Một mặt, Tổng thống không muốn trừng phạt Trung Quốc về việc đàn áp Hồng Kông. Nhưng mặt khác, Tổng thống vẫn còn hăm dọa tăng 10% áp thuế quan với hàng nhập khẩu bổ sung 300 tỷ Mỹ Kim còn lại của Trung Quốc vì Tổng thống muốn Trung Quốc nhượng bộ ký thỏa thuận thương mại với Tổng thống. Ngược lại, Trung Quốc nhất định không nhượng bộ, làm rung chuyển tài chính cả hai quốc gia. Bà Iris Pang, một kinh tế gia của ING, nói là Trung Quốc trả đũa có phương pháp và cố tình kéo dài thương thuyết cho đến cuộc bầu cử 2020. Vì thế, cổ phiếu của hãng Apple đã giảm hơn 2% vì lo ngại thuế quan đối với sản phẩm cốt lõi của hãng này. Hơn nữa, ngân hàng Bank of America Merrill Lynch e ngại thuế quan làm giảm thu nhập khổng lồ của công nghệ từ 50 đến 75 cent một cổ phiếu, phần lớn đối với iPhone. Tăng thuế có thể buộc Cục Dự trữ Fed cắt giảm lãi suất để bảo vệ nền kinh tế có thể đi đến suy thoái recession. Hơn nữa, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã giảm 0.8% xuống còn 30 tỷ vì hàng nông sản cũng như hàng tiêu thụ lên giá không bán được. Nhiều công ty Mỹ đã rời khỏi Trung Quốc và các nhà máy mới không được xây dựng nên không tăng thêm kinh doanh cho cả hai quốc gia. Xuất khẩu từ Trung Quốc và các nước Á Châu đang suy giảm với tốc độ chóng mặt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm trong năm nay và năm tới. Cử tri nghĩ sao khi thấy thị trường chứng khoán đang giảm xuống làm tình trạng kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu trở thành bấp bênh hơn trước? Jackie Bông xin kính chào quý vị. Stand by, 5, 4, 3, 2. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Thượng Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.